Rảnh Thuận cũng chia sẻ anh em một cái clip nữa là nuôi chuột thương phẩm, thu nhập mỗi năm hơn vài trăm triệu đồng. Kênh Săn Bẫy là của Thuận, thì anh em coi thì anh em góp phần cho Thuận là bằng cách like cái clip và đăng ký cái kênh giúp Thuận. Thì sắp tới là Thuận sẽ ra nhiều clip về chuột, như là bẫy chuột cống nhâm bằng âm thanh, để đem về anh em kiếm giống nuôi anh em. Còn đây là những con chuột mà đã được thuần hóa và nuôi sau những đợt sinh sản. Bầy này là bầy thứ 3, thứ 4 rồi anh em. Đây là chờ để bắt cặp để chuẩn bị sinh sản. Anh em cũng đã theo dõi những clip trước, anh em cũng đã thấy đó, mô hình nuôi là như vậy. Rồi mốt anh em cứ bắt về là anh em nuôi thôi. Tại chuột cống nhâm bây giờ bán cũng có tiền, thì ngoài ra nuôi được rất là nhiều loại chuột. Nhưng mà nuôi loại chuột này thì ok anh em ha. Nói nhiều khi anh em không tin chứ chuột bây giờ thì trên dưới 100 ngàn một ký, có khi cả 200. Nếu anh em nào thích ăn nhậu mà cần mình bán thì một con rơi vô khoảng 100 mấy 200 là bình thường anh em. Thì sắp tới là Thuận có chia sẻ cái clip lên trên mạng là bẫy chuột cống nhâm bằng âm thanh với bẫy đồng lộng. Thì anh em coi để biết cách rồi mua bẫy lại thẻ đồ về để bẫy để kiếm giống về nuôi anh em. Nói chung loại này nó cũng dễ nuôi anh em. Anh em bắt về được cứ trong con đực con cái anh em bỏ chung vô rồi cho ăn bình thường. Anh em đừng có bỏ hai con đực hay là hai con cái chung, nó sẽ cắn nhau nha anh em. Xong anh em chịu khó nuôi một khoảng thời gian, nếu nó sinh sản ra rồi nếu mà nó có chuột con á, anh em cứ để riêng chuột con nuôi, đừng để chung chuột bố mẹ. Vì anh em để chung chuột bố mẹ nó sẽ tập cái tính là nó nhát người anh em. Khi anh em nuôi được chuột con lên thì khoảng vài tháng sau là bắt đầu nó lại sinh sản rồi, nó rất là dễ, giống như là bọ, giống như những con này là anh em thấy không. Thuận chia sẻ với anh em gọi tóm tắt tên là chuột cống nhâm, nhưng anh em cũng có thể nuôi chuột tre, chuột cơm, chuột đất và rất là nhiều loại chuột cũng bằng cái mô hình này nha anh em. Nhưng mà anh em nuôi chuột cống nhâm thì bán nó có giá hơn. Đó anh em thấy không, đây là con chuột này là đã được thuần hóa nên mình để chuột con không sao hết anh em. Còn nếu mà chuột đồng thì anh em chịu khó bắt ra nha. Đó, đẻ đó, này là đã thuần hóa qua một hai đợt rồi anh em. Nó sinh sản và đẻ rất nhanh. Anh em khoét mấy cái lỗ cho nên chuột con nó chạy qua chạy lại thì chuột con nó không có cắn lộn nha anh em. Rồi, còn ít phút của video thì anh em tự xem để tham khảo. Thì nhân tiện anh em cho Thuận xin quảng cáo là bên Thuận á, thì ngoài nuôi những con chuột này ra và bẫy những con chuột để làm kinh tế thì Thuận cũng hay đi bẫy chim, bẫy chồn, bẫy sóc và săn bắt thú rừng, mà những loại thú nhỏ nha anh em. Thì ngoài ra Thuận có bán thêm mấy cái bẫy chim, bẫy chồn, rồi âm thanh tiếng chồn, đèn, chồn hương, chồn mặt má, rồi tiếng sóc, tiếng mèo rừng rồi này nọ, tất cả các loại để anh em nào mà cần đi bẫy đồ thì có gì ủng hộ Thuận bằng cách gọi cho Thuận số điện thoại trong kênh Săn Bẫy, hoặc là anh em có thể lên YouTube bấm vô hai từ là Săn Bẫy có dấu nha anh em, thấy hình để bàn tay nắm mấy con thú á, anh em bấm vô đó, hoặc là anh em vô thấy cái chữ Săn Bẫy bấm vô là nó ra anh em. Anh em đang coi clip nhìn phía dưới có chữ Săn Bẫy bấm vô là nó ra. Anh em bấm vô like với lại đăng ký ủng hộ Thuận, sắp tới Thuận sẽ ra nhiều clip hay hơn cho anh em coi. Cảm ơn anh em rất nhiều.